Các bạn thân mến, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu phần 2 của phần mềm CrazyTalk Animator. Thì hôm trước tôi đã nói tổng quát cho chúng ta về giới thiệu phần mềm CrazyTalk Animator phiên bản 3.3. Đây là phiên bản mới nhất trong năm 2019. Phiên bản này được nối với một chức năng thiết bị, đó là iPhone, để chúng ta có thể nhận dạng khuôn mặt và chúng ta cử động thì nhân vật sẽ cử động theo và được ghi vào timeline. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn hai phần chính, đó là phần chúng ta rigging với nhân vật và thay thế nhân vật trong phần mềm. Như các bạn đã biết thì ở đây chúng ta có cái chức năng quản lý về nhân vật và hành động và phần cảnh của chúng ta, thì ở đây đều xuất hiện ở để tôi dừng lại vì nó đang chạy không. Đấy. Thì chúng ta thấy là đây là cái mà chúng ta có thể di chuyển, ấn phím Alt trên bàn phím hay gọi phím Alt trên bàn phím. Phần quản lý của chúng ta gồm Content Manager, thì ở đây có Actor, Animation là phần chuyển động của nhân vật. Chúng ta chú ý nhé, mỗi một cái chức năng tab này nó có một chức năng riêng. Phần âm thanh, phần pop là các phần phụ kiện vân vân, phần hiệu ứng, chúng ta có nhiều phần chuyển cảnh như này. Thế tôi xin giới thiệu đầu tiên thì chúng ta vào Actor. Actor chúng ta chọn nhân vật là Character. Ở Character này chúng ta sẽ chọn nhân vật là Human. Human là con người, thì ở đây nó cho mẫu chúng ta rất nhiều mẫu. Đấy, chúng ta có thể biến đổi thay màu cho nhân vật, rồi chỉnh sửa bên Photoshop, Illustrator và các phần mềm đồ họa khác, do các bạn khám phá thôi. Các bạn thích như nào thì chúng ta sẽ khám phá như thế. Ví dụ bây giờ tôi có một anh thanh niên đẹp trai này. Đây là mẫu nhá các bạn nhá. Các bạn chú ý mẫu, chúng ta làm hoạt hình thì chúng ta phải thay mẫu chứ chúng ta không để cái người người này làm mẫu được. Đấy. Thì đây là phần phần nhân vật. Thì bây giờ ta sẽ cho nhân vật chuyển động trên dòng thời gian như nào. Thì như các bạn đã biết là dòng thời gian này nó khoảng 1.000 frame. 1.000 frame. Chúng ta sẽ nhấp vào đây để chúng ta lên cái thanh thời gian và thanh timeline. Đấy. Trong phần timeline này thì các bạn chọn cho tôi tiếp menu có tên là Scene Manager. Scene Manager. Đấy, thì khi tôi nhấp vào Scene Manager thì chỗ này nó sẽ trải ra. Chúng ta sẽ trải ra và chúng ta cho gắn nhân vật vào. Đầu tiên thì nó chưa xuất hiện trên dòng gì cả. Vì chúng ta chưa gắn hành động. Chúng ta chưa gắn hành động. Và bây giờ ta sẽ gắn hành động. Đấy. Gắn hành động thì chúng ta cũng chọn motion, chọn con người vì là đây người hai chân. Đấy. Chúng ta sẽ chọn sự chuyển động, chuyển động như là jumper, ta kéo hành động này vào đây, thả vào đây. Đấy, thì lúc này trên timeline của chúng ta là sẽ chúng ta ấn vào motion, nó sẽ hiện ra cho chúng ta đây là một đường nội suy, đường nội suy tính toán từ frame 0 cho đến frame bao nhiêu nhỉ? Đấy, các bạn nhìn thấy frame đây là frame khoảng frame 900, chúng ta nhìn thấy. Đấy, tôi cho cái con chuột nó chạy vào đây. Bây giờ các bạn thấy là khi ta xóa frame đi, ta xóa frame thì ta chọn vào chỗ này, các bạn ấn phím delete trên bàn phím thì cái frame của chúng ta sẽ mất. Đấy. Thì con người trở về trạng thái gốc.
Lúc này chúng ta muốn hành động là như là đi bộ hay chạy. Chạy thì có nhiều kiểu chạy, chạy chậm, chạy nhanh. Đấy, thì chúng ta chọn kiểu chạy. Như đây thì là kiểu này là kiểu gì? Kiểu nó Superman. Đấy. Chúng ta sẽ dùng kiểu chạy đây. Thì mỗi một lần ghi như thế thì nó sẽ chạy đến đoạn đây, đây, đây. Đấy, và bây giờ chúng ta nhìn thấy này, khi chúng ta nhấp này thì anh chàng sẽ hành động đúng như là phần một thao tác chạy đó. Đấy, đấy chúng ta gọi là zigging, và chúng ta gán nhiều hành động vào cho anh chàng. Đấy, chúng ta gán nhiều hành động cho anh chàng. Và chúng ta lại tiếp tục từ cái chỗ cái con trỏ như thế này. Đấy, chúng ta muốn anh ta chạy nữa. Ta kéo vào. Đấy. Thì đoạn này là đoạn một đoạn đến đây nó sẽ chạy. Đấy. Chúng ta nhìn thấy là hành động anh ta chạy. Cứ như thế các bạn tạo một cách tự động thì các bạn sẽ được hành động của anh ta nhảy. Ví dụ như vậy. Thì các bạn thấy timeline của chúng ta là dịch chuyển như vậy. Rồi. Phần face là dùng cho zigging khuôn mặt, tức là hành động cho khuôn mặt. Chúng các bạn nhấp vào đây. Đấy, thì các bạn sẽ sử dụng là hành động cho khuôn mặt. Để hành động cho khuôn mặt thì các bạn chọn vào nút có cái khuôn mặt và con chuột này. Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn là điều khiển khuôn mặt. Ví dụ ở đây thì chúng ta nhìn thấy là có chọn vào người đàn ông. Vì anh ta là đàn ông cho nên là chúng ta sẽ có là như là khuôn mặt cười này, khuôn mặt tức giận này, angry, smile, sad là buồn, khuôn mặt happy là vui, và khuôn mặt ở đây là khuôn mặt happy. Thế bây giờ chúng ta cho tức giận. Khi tức giận các bạn ghi, các bạn chú ý như này nhé, các bạn ấn vào Z code, recall. Đấy, các bạn ấn vào Discord. Xong các bạn ấn Discord rồi các bạn ấn thêm phím backspace, phím space trên bàn phím để chúng ta ghi nhá. Chúng ta ghi. Đấy, thì chúng ta có thể kéo đấy, anh ta đang nói chuyện này. Đấy, đấy, đấy. Đấy, chúng ta ấn nút này thì nó trở về trạng thái đến đây, khung hình đến đây rồi. Đấy, các bạn muốn ghi tiếp thì các bạn lại ấn vào nút này thì nó sẽ ghi tiếp cho các bạn cái hành động của anh ta. Đấy là phần zigging về khuôn mặt. Phần link là để liên kết với một đồ vật khác trong chuyển động. Opacity là phần làm mờ của đối tượng. Transform là dùng cho chúng ta để biến đổi to nhỏ đối tượng. Đấy, thì chúng ta chọn này nhá. Chúng ta có những phần này chúng ta ấn vào. Thế khi nào chúng ta muốn ẩn hay xóa đi cái nhân vật không xuất hiện nữa thì chúng ta ấn vào nút visible nha, visible. Các bạn chú ý thì đây tôi nói là đây là rất là rõ ràng, link là liên kết với một đồ vật khác chuyển động, opacity là dùng để làm mờ mờ cái nhân vật, link face là dùng khuôn mặt, motion là chuyển động, transform là phóng to thu nhỏ đấy, hoặc là bóp méo. Thì các bạn chú ý cho tôi cái phần này. Thì chúng ta đã hiểu được là để cho một đối tượng chuyển động hành động như nào đấy thì nó có ở trong đây. Các bạn đưa về đây thì các bạn ấn nút này. Đó. Tôi tắt cái này đi. Đó. Và chúng ta sẽ thấy là quan sát là chúng ta nếu mà khi mà chúng ta dùng camera thì chúng ta ấn nút này. Đó. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái nút camera là dùng để phóng to thu nhỏ con người ấy, ở khoảng cách xa gần vân vân. Rồi, thế tôi vừa nói đến phần chuyển động của đồng chí nam thanh niên này. Chị nam thanh niên này. Xuống này. Đó. Rồi đến phần
đây chẳng hạn, cho chữ tại đây các bạn ấn cho tôi ví dụ đồng chí Ngã đấy. Đồng chí Ngã lúc ấy đồng chí sẽ hoạt động như nào đấy, chúng ta nhìn thấy được. Bây giờ tôi xin giới thiệu tiếp là cái mẫu của người ta cho như vậy, nhưng mà chẳng nhẽ chúng ta làm phim chúng ta lại cứ dùng cái mẫu của người ta thì nó sẽ trùng với những phim người khác làm á. Đó. Nó sẽ trùng với phim người khác làm á. Vậy thì việc đây của chúng ta bây giờ là chúng ta phải thay đổi cái mẫu. Thay đổi mẫu. Chúng ta sẽ học dần từng bài một. Thay đổi mẫu nha. Để thay đổi mẫu thì các bạn dừng lại đây. Đó. Và các bạn sẽ cho trở về về phần này. Tại đây các bạn chọn cho tôi nút Composer. Composer là vật liệu đấy, tất cả những cái này chúng ta chọn ở đây. Chọn phần Composer. Rồi, trong Composer thì nó hiện lên là nhân vật mẫu, bao gồm có cả các khớp xương, có xương, khớp xương, vân vân để chúng ta có thể chuyển động. Chúng ta chuyển động. Thế thì vừa xong thì tôi vừa nói cho chúng ta cái cách mà nhân vật chuyển động theo mẫu. Thế bây giờ ta trở về cái này để tôi nói lại thêm một phần nữa. Tôi nói lại thêm một phần nữa. Ví dụ như là tại đây các bạn motion tại đây các bạn muốn người này chuyển động theo theo ý thích của chúng ta. Đó. Tức là không theo cái motion hành động mẫu nữa thì các bạn ấn vào cho tôi cái nút có tên là nút này. Nút này là sửa hành động. Đó. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Thì các bạn muốn anh ta bước lên. Các bạn chọn xương cho tôi. Đó, bạn chọn xương. Nha. Rồi các bạn có thể chọn cả người di chuyển. À, các bạn chọn vào đây, vào đây, à, rồi các bạn chọn vào đây, các bạn chọn đây, các bạn cho cái chân này lên, à, đây là hành động, rồi các bạn có thể này, à, các bạn nhìn thấy là chuyển động, đó, đó, đúng không? Anh đã bước một chân lên, rồi cái tay của anh ta chỉ theo hướng kia, ta có thể chọn như này, à. Đó. Nó có thể chỉ như thế. Thì các bạn nhìn thấy là nó có một cái bảng 2D Motion Key Editor. Các bạn có thể chọn cái chức năng xương nào đấy theo cái sơ đồ này cũng được. Đấy. Hoặc các bạn nhấp thẳng vào. Ví dụ như là đầu ngẩng lên. Đó. Thì tại khung frame đầu tiên nó đặt thẳng. Đến cái phần chuyển động thì nó tạo như này. Thì đây là tạo các hành động tự tay chúng ta chứ không phải chúng ta dùng animator motion ở đây. Các bạn kéo thả vào thì mỗi lần kéo như vậy thì khung thời gian nó sẽ tự động ghi. Đấy, các bạn nhìn thấy đấy, nhìn thấy anh ta chuyển động như này được chưa? Rồi ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ trở về đây. Đấy, trở về đây. Sau khi trở về đây rồi chúng ta sẽ gọi Photoshop ra hoặc là phần mềm sửa ảnh để vào đấy thì các bạn đặt cái tham chiếu cho nó. Rồi, các bạn đặt tham chiếu nha. Trong cái phần này các bạn chú ý này, trong cái phần Texture Editor các bạn chọn phần chương trình khởi động. Đó. Như ví dụ như là đây nó mặc định là Photoshop, tìm ra thư mục hoặc các bạn cài Photoshop đâu thì các bạn sẽ nhấp vào đây để các bạn chọn cái đuôi Excel Photoshop.exe đấy. Hoặc các bạn chọn một phần mềm chỉnh sửa ảnh nó khác thì các bạn chọn vào. Đấy. Các bạn chọn vào các bạn sẽ chọn được mẫu của nó. Nhưng Photoshop thì nó là chuẩn của phần mềm chỉnh sửa nhân vật. Nó có thể phân thành nhiều lớp khác nhau. Đấy. Thì các bạn nhớ đặt như thế nhá. Rồi bây giờ các bạn ấn vào nút
Launch Photoshop. Đây, khởi động. Launch to external Photoshop editor. Đấy, các bạn chọn ở đây. Thì ở đây các bạn chú ý này, nó có hai nút, một nút là head and body in one file, tức là hai file trong một file. File về hình ảnh, về cái phần đầu của nhân vật, và phần body là phần thân nhân vật được chung vào một file. Thì chúng ta chọn nút trên. Đấy, nút ở trên. Image Scaler, tức là 2.5, nó sẽ phóng to 2.5 ra cho chúng ta. Thế còn nếu mà chúng ta mà chọn Head and Body into Separate File, thì lúc này nó sẽ chia làm file đầu riêng và file thân riêng. Các bạn chỉnh sửa cũng dễ hơn. Tùy theo các bạn, khi các bạn giỏi Photoshop rồi thì các bạn sẽ chỉnh sửa một cách tốt nhất. Nhớ là chúng ta sẽ, ở đây tôi chọn là Head and Body in one file, tất cả trong một file. Đấy, tôi nhấp OK. Nó hỏi là the vector element was converted into image element. Thì nó sẽ để nó sẽ chuyển vector trở thành hình ảnh. Các bạn chú ý cho tôi. Vì phần mềm này khi ảnh và được nhập vào trong thì nó sẽ xây dựng thành vector. Và khi vector đưa ra ngoài thì nó lại xây dựng ảnh. Đấy, nó căn cứ vào đấy để nó làm cho chúng ta. Và chúng ta làm trên Photoshop nhân vật thì cũng không có gì ảnh hưởng đến cái độ phân giải của nhân vật. Chúng ta chọn OK. Thì các bạn nhìn thấy chương trình tự động gọi Photoshop ra. Chương trình tự động gọi Photoshop ra. Các bạn nhìn tiếp theo là phần đây. Thì nó quản lý về các bộ phận của nhân vật ở cái bảng Layer Manager này. Và chúng ta nhìn thấy chúng ta đang đợi. Đang đợi phần mềm nó khởi động lên. Đợi lên và chúng ta sẽ chỉnh sửa được nhân vật một cách rất là thoải mái. Và bây giờ tôi sẽ nói về cấu trúc của nhân vật rõ ràng hơn để các bạn có thể tìm hiểu. Và nhớ là like cho tôi, bởi vì đây là một phần mềm cực kỳ hay. Tôi đã nghiên cứu cách sử dụng và đọc tài liệu của nó, cách hướng dẫn một cách chuẩn nhất. Một cách chuẩn nhất thì các bạn sẽ yên tâm sử dụng. Đây, thì trong phần Photoshop thì các bạn đã nắm được rồi. Nó quản lý các lớp ảnh, gọi là layer. Còn phần này thì các bạn phải thạo Photoshop rồi nhá. Đây là tôi nói cho các bạn, những các bạn mà thạo Photoshop rồi. Bạn nào chưa thạo thì trước hết học Photoshop trước khi sử dụng phần mềm này. Thì ở đây nó chia cấu trúc, nó chia làm ra 3 phần. Phần xương AL Bone Human, Right Left Bone Human, tức là trái phải của xương, tất cả nó gộp ở trong đây. Đó. Rồi, phần tiếp theo là Right Left Talking Head, tức là cái đầu cử động, xương cho đầu cử động thì nó nằm ở đây. Phần right left cho hình ảnh thì nó nằm ở thư mục này. Đấy, nó phân chia rõ ràng như vậy. Thì các bạn nhìn thấy là có 3 bộ phận, hay người ta còn gọi là template cho template này cho cái chương trình. Thế tôi nói tiếp này, các bạn nhìn đây thấy các chấm điểm dấu cộng. Các bạn đừng hoảng vội. Đây chính là cái mà người ta ký hiệu để cho chúng ta biết được là các khớp khỉu của xương tay chân vân vân. Đây là các khớp khỉu xương tay chân vân vân. Đây, tôi tắt đi, các bạn nhìn thấy nha. Đây là phần xương đầu, điểm chốt cao của xương đầu. Thì cấu trúc của nó là nó đánh dấu chúng ta cái phần này ấy, đánh dấu để khi vào bên trong phần mềm kia nó sẽ nhận diện ra các vị trí nào là vị trí khớp. Còn các dấu cộng đây là các vị trí như là chuyển động của khuôn mặt, tai, mắt, mũi, mồm, tóc, vân vân. Thì chúng ta chú ý như thế. Tất cả các tên của những cái này, tên của những cái này nhá, các bạn chú ý là tên của những cái này là phải giữ nguyên, các bạn không cần để ý đến. Đó.
Đấy, các bạn chưa đừng để ý vội. Talking khuôn mặt cũng vậy, chúng ta nhìn thấy nó cũng chia làm hai phần, xương là nằm riêng. Đấy, đấy. Bạn nhìn thấy nhá, front hair là tóc phía trước, front hair, back back hair là tóc phía sau, còn mouth là mồm, mouth là mồm. Đấy, tôi cắt đây thì dấu cộng sẽ mất đi. Đấy, nó bảo như thế để chúng ta biết vị trí của nhân vật. Thế khi chỉnh sửa nhân vật thì cái bộ xương này nó cho chúng ta làm gì? Khi chúng ta làm khuôn mặt to lên thì chúng ta phải đẩy các điểm để đánh dấu các vị trí khác nhau ứng với cái nhân vật mà chúng ta vẽ mới. Đấy, đây là nhân vật mẫu. Thế còn chúng ta sẽ di chuyển các vị trí như là mồm, các bạn di chuyển ra đâu đấy chẳng hạn, các bạn di chuyển theo theo một cái nhân vật mới để nó đánh dấu lại. Rồi cái phần xương này các bạn cứ coi như bài này tôi đang chỉnh sửa trên cái đối tượng này đi, với cái anh chàng này đi. Bây giờ chúng ta sang phần hình ảnh của nha. Trong cái bộ mặt ấy, thì gồm có xương và mặt, còn trong bộ human thì nó lại nằm tách ra đây. Bộ xương từ tính từ cổ trở xuống thì nó tính ra đây. Thì các bạn nhìn thấy này, hip là cơ thể con người, nó đặt ở đây. Còn L2 tức là chân, rồi foot, foot là bàn chân, vân vân, có nhiều thứ. Đấy, thì chúng ta sẽ đặt như forearm là cái cánh tay, vân vân. Rồi bả vai từ xương xuống thì chúng ta sẽ nó thấy là các thư mục này ở đây chúng ta nhìn thấy như là ông hip. Ông hip. Đấy, ông hip thì ông ấy chỉ có thế này thôi, chỉ có gồm cái áo cơ thể này thôi. Đấy. Vậy thì việc đầu tiên tôi sẽ làm một cái để cho các bạn thấy. Các bạn nên tạo ra một cái hình ảnh mới để các bạn lắp cái áo mới sang cho hình ảnh để cho nó đẹp hơn. Ví dụ như là ở đây ta bỏ sang, hoặc ta có một file khác ta ghi đè lên, ta đè lên lớp nhá. Đầu tiên tôi dạy các bạn cách chỉnh màu sắc. Ví dụ như là các bạn chọn vào đây, tôi thay áo cho nó, tôi chọn adjustment, tôi chọn hue and saturation. Đấy. Tôi cho thay cái áo đi một chút, đúng không? Rồi các bạn nhìn thấy nhé. Đấy. Áo tôi trở thành màu tím, tức là toàn bộ những cái phần kia. Đấy. Nhưng mà muốn cái áo không mà nó không thay đổi chỗ khác. Đấy. Thì chúng ta phải dùng cái một cái con bút để chúng ta điều chỉnh. Ví dụ chúng ta chọn pen vào đây. Đó. Bạn bạn đưa vào đây nhé. Đấy, xong các bạn đưa ra ngoài, bởi vì chỗ này rỗng, rỗng tách ra với cái phần tôi tách ra để nó riêng, không nó lẫn với cái kia. Đấy. Các bạn chọn này cho tôi, chọn pen nhé. Rồi các bạn uốn theo chiều của nhân vật. Đấy. Với cái áo sơ mi như vậy. Bạn uốn vào cho tôi. Cứ như thế cho hết. Đó. Chúng ta sẽ thể thay mã áo cho anh ta. Các bạn chúng ta cứ cho xuống đây đi. Chọn Make Selection 2 pixel, độ viền M2 pixel. Đấy, và bây giờ các bạn điều chỉnh adjustment, chọn chọn cái gì được, chúng ta chọn một bộ điều khiển màu, chúng ta chọn cho màu tím đây. Thì rõ ràng là anh ta đã được thay đổi thành màu màu tím, đúng không? Hoặc màu nâu, vân vân. Rồi tiếp theo, khi các bạn đã thay đổi màu áo rồi thì các bạn cũng phải thay đổi màu khác của cái này.
cánh tay vân vân. Đấy, chúng ta chọn forearm là kiểu tay nhá. Đấy, các bạn những cái này các bạn biết rồi, tôi vì tôi dạy cho nên là tôi chỉ thay cho các bạn một cái áo thôi, còn quần các thứ các bạn tự thay, ngón tay chân tay các thứ phải thay. Đây chúng ta mới là thay màu nhá, còn thay biến dạng thì các bạn để vẽ, các bạn dùng Photoshop các bạn thêm bộ phận lắp to lên hoặc bé đi tùy các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy là tôi đã thay rồi đúng không? Ví dụ như là chúng ta muốn thêm một cái khuy áo chẳng hạn. Tôi chọn hình tròn. Xong tô những màu phim vào trong. Bây giờ tôi cần chuẩn gì đi. Đó. À tôi thay vào trong nào. Các bạn nhìn thấy đây. Thế bây giờ tôi chọn cái quỷ này. Chuẩn gì nhé, bạn cần chuẩn gì các bạn để tạo thêm một lớp mới, xong các bạn xóa đi. Tôi dùng một tờ xóa đi cái to. Tôi xóa đây là xóa của lớp dưới, còn lớp layer 1 thì tôi cho quy này vào. Đó, cả quy nhé. Đấy, bạn giữ phím an copy về thêm một lớp nữa. Rồi các bạn có thêm một lớp nữa. Đó. Thay cái áo cho thay khuy thì các bạn nhìn thấy là sau khi ta đã làm xong rồi thì các bạn chú ý là các bạn cần chân e để ép các lớp này trở thành một cái lớp hít này nha, các bạn cần chân e vào. Đó. Bây giờ các bạn ghi phần tôi thay đến đây thôi nhá, còn những phần sau thay các bạn sẽ thay nó vào, các bạn tự thay vào. Thì đây bây giờ tôi sẽ thay, tôi ấn là cần cho nét. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần nhân vật đã được thay đổi trong chương trình đã đang update vào 10 áo tím và có khuy. Bây giờ các bạn nhìn thấy là nhân vật đã được thay đổi. Đúng không? Đấy. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đây, khuy tôi đã thay. Đó. Đó, kể cả anh ta anh ta có nhảy lên thì chúng ta nhìn thấy là khuy đây. Khuy và áo tím đây. Đó. Thế các bạn đã thấy tuyệt vời chưa? Chúng ta làm nhanh bằng Photoshop và chúng ta sẽ cho nhân vật. Thế còn phần cảnh chuyển động vân vân thì các bạn làm rất là dễ. Ví dụ các bạn muốn cho cảnh mẫu của chương trình thì ở trong này nhá. Mẫu chương trình trong này. Đó, thì các bạn nhấp vào đây, còn cảnh ngoài thì chúng ta import hình ảnh vào. Chúng ta sẽ được cảnh bên ngoài. Ví dụ anh ta bay lên nóc trần này. Đó. Đúng không? Đó, chúng ta điều chỉnh cảnh cho nó khớp của chúng ta bằng cách là chúng ta chọn là chúng ta sẽ chọn cảnh. Đó. Chúng ta điều chỉnh phần
tại cái khung frame đầu tiên nhé, điều chỉnh tại khung frame đầu tiên để cho nó dụ anh ta đứng trong phòng. Chúng ta muốn xa dần thu nhỏ, chúng ta chọn cái nút Select Camera Pen này, ở nút này thì chúng ta lựa chọn. Đấy, chúng ta có thể dùng 3D View để chúng ta dịch chuyển cho nó dễ. Đấy. Ví dụ cảnh chúng ta cho lùi sau, anh ta làm trước. Các bạn nhìn thấy là rất là dễ đúng không? Đây là tôi giới thiệu qua thôi, còn khi chúng ta fix cái cố định những hình này cũng rất là dễ. Thì chúng ta sẽ như chú ý là chọn khung cảnh và chúng ta xóa các motion phía dưới đi. Thì bài học hôm nay tôi giới thiệu các bạn cách tương đối chi tiết về chỉnh sửa nhân vật. Các bạn nhớ cấu trúc của mẫu template nhé, gồm chia làm xương và hình ảnh, các bạn chú ý và nhớ cái cách lựa chọn ra mấy file, một file hay hai file thì chúng ta sẽ lựa chọn vào cho nó chuẩn. Bài học thứ hai hôm nay đến đây là hết. Tôi xin chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc.